Vâng, Audio 1977 xin kính chào tất cả các bác. Hôm nay cửa hàng nhà em xin giới thiệu cho các bác dòng sản phẩm mic Beyer vỉ tím. Trước mắt các bác đây thì cái dòng Beyer vỉ tím thì nó cũng đã chiếm lĩnh trên thị trường khá là nhiều vì dòng này thì cực kỳ là đẳng cấp các bác nhé. Nó phục vụ cho các phòng thu và phòng hát karaoke và các sự kiện lớn, nên thị trường rất là ưu chuộng cái dòng Beyer vỉ tím thế này. Trước mắt các bác đây là dòng Beyer vỉ tím TXT 850, là dòng hát cho những sự kiện lớn trên các sân khấu lớn, thì nó có tích hợp mà tự ngắt cho các bác luôn nên hát thì cực kỳ là ok các bác ạ. Vỉ tím của Beyer này thì năm sản xuất của nó là năm 2018, thì nó cũng mới chạy lướt qua thôi nên đến tay như mình là mình dùng thì cực kỳ ok các bác. Dùng hàng bãi mà như thế này thì cực kỳ ok rồi. Trên thị trường họ đang bán với giá là 2 triệu 7 hoặc 3 triệu một bộ mic Beyer vỉ tím như thế này. Nhưng cửa hàng nhà em thì đang chào bán cho các bác là đang chào bán cho các bác là 2.450.000. 2.450.000. Côn côn mic khá là đẹp các bác nhé. Côn mic khá đẹp. Quá xịn sò luôn. Cửa hàng nhà em thì bao zin, bao đẹp, bao chất lượng cho các bác. Côn mic thì trước khi lắp côn mic vào hát thì các bác nên phải lắp cho nó thật chắc để mình hát nó không được mất lời, mất tiếng, thì nó khi ta lắp không chắc nó hát nó không không được hay, nên các bác nên lắp côn mic vào thì thật cho chắc để cho chúng ta hát nó chuẩn tiếng các bác nhé. Thì em sẽ quay vào phần trước của mic của dầu thu màu vàng khá là đẹp các bác nhé. Phần trong của mic Beyer vỉ tím nó đầu thu là vỉ màu tím, hoàn toàn màu tím các bác nhé. Chip và bo mạch thì màu tím, chip thì khá là đầy. Tay mic cũng là màu tím rồi các bác, rất là đẹp các bác nhé, rất đẹp. Quá ok, quá đẹp, tay mic quá đẹp luôn. Hiện tại cửa hàng nhà em đang ra chào bán với giá là 2 triệu rưỡi tại cửa hàng. Em đang bán ra tại cửa hàng là 2 triệu rưỡi. Số điện thoại liên lạc là 0909 999 083. Em đang để số điện thoại để các bác liên lạc là 0909 999 083. Em trực 24 24. Mặt trước qua khá là đẹp các bác ạ. Mặt trước là mặt đầu của đầu thu hầu như là thiết kế màu vàng. Rất là đẹp. K830. Tất cả dòng tay màu tím rất là đẹp bác ơi, các bác ơi. Màu tím tay rất là nổi ạ. Tay rất là cầm rất là nổi. Đây là những dòng mic để dùng cho các sự kiện. Nó tôn vinh cái sự cứng cáp và cái thẩm mỹ cho các bác. Khi các bác cầm trên tay thì cái dòng này nó tôn lên cái sự long trọng cho cái bộ mic và cái sân khấu các hội trường ca nhạc ạ. Khá là đẹp. Tay này tay một vàng ạ.
Hiện tại cửa hàng nhà em về được 50 con nên các bác cũng nhanh tay để sở hữu những tay mic và đầu thu của mic. Dòng Bayer vị tím khá là ưu chuộng trên thị trường ngày hôm nay. Các bác nhanh tay để lại số điện thoại hoặc gọi trực tiếp vào số điện thoại 0909 999083, em giao hàng cho các bác tận nơi ạ.